Pan cho Son, Ia và Maxi. Vâng, tứ quý chém dành cho bên phía Thái Bình. Pan cho Son, Ia và Maxi. Yes. Khủng long trận thi đấu này cầm Babylon. Chim sẻ cầm Minoan trong cánh, nhà đất sa mạc rừng dừa. Yugi cầm cho Son. Và khủng long Babylon. Nói chung quân thì cũng không lệch nhiều. Một chút lợi dành cho bên phía có lẽ là Thái Bình. Thì với sự có mặt của Pan, Ia thì cả hai bên cùng có. Cả hai bên cùng có Pan và cùng có cho Son. Một bên là Babylon và Minoan. Bên kia là Pan và Maxi. Như vậy trận thi đấu này sẽ phải có nhà bên phía Trường Sa phải lên cung A. Babylon sẽ đánh cung R chuyển cung A, hay là Minoan đánh thẳng cung A. Minoan với cái nhà như vậy thì sẽ không dám đánh thẳng cung A, mà việc đó sẽ dành cho khủng long, vì cái nhà khủng long là có thể đánh được cung, nhà ba cánh rừng bao quanh. Vàng dường như đã đang nhìn thấy nằm ở trong nhà. Rồi trận thi đấu này chúng ta sẽ đến với màn hình của Yugi để xem anh cầm cho Son như nào. Cho trận trước thì với cái tên đệ nhất sát gái của mình, anh đã đánh chém khá gắt vào nhà của Dũng Con, bán kiệt máu khi không có lên bánh xe để cho và bơm đồ để cho chim sẻ lên cung A khỏe rồi lên 4 cân bản đồ. Một trận mà có thể vâng cũng khó ép được Eden trong trận thi đấu này, khi gỗ đầu là quá xa dành cho Yugi. Một trận cầm cho Son dâng L. Vâng, hy vọng là một trận nữa dâng L hiệu quả dành cho đội trưởng Yugi. Quá nhiều voi dành cho Yugi trận thi đấu này. Anh đang tiếc rằng mình không phải là person. Bốn voi vẫn còn để Yugi có thể sóc chém trận thi đấu này. Nhưng liệu anh có được ăn hết được đống voi ấy không? Nếu Yugi ăn hết được trận đó thì đúng là Thái Bình thực sự là gian khổ bắt đầu. Đã dừng L. Trận thi đấu này có lẽ là Yugi cũng sẽ kích đời sang đầu 11 thôi.
đến bây giờ thì vẫn chưa hóa đời, thế nhưng mà lực sẽ là siêu khỏe dành cho Iwi trong trận thi đấu này. Vâng, khỏe như một con voi. Vâng, một trận thi đấu mà nhà của Yugi dường như là có khoảng gần chục con voi. Vâng, person vào bài này thì ông khéo nhảy 4 thẳng luôn được, 14 kích 4, 15 kích 4 là bình thường. Vâng, hơi thiếu e để sản sản giò. Vâng, điểm của Gunny đang cao nhất bản đồ. Điểm lên đời. Vâng, lại voi nữa dành cho Yugi. Thôi cứ đóng cái S ăn tạm tí gỗ. Thôi, ba voi làm một cái S cũng được anh ơi. Anh ơi, ba voi cơ mà. Đúng rồi. Xông vào giò là phải đầy đủ công giáp, không để trần chuồng như thế kia được. Mình là người có điều kiện. Vâng, gặp ngay nhà màu 3 dường như cũng dâng lờ. Vâng, Gunny cầm cho Son hay là Yamato. 4 voi quá phũ dành cho Yugi trong trận thi đấu này. Vâng, nhưng mà đã gặp hai ngựa chém thì xoắn rồi. Nhưng mà Gunny lên đời là siêu sớm. Bãi vàng là chưa bò bế. Ngựa chém sinh ra sẽ đẩy thẳng vào. Vâng, công pê luôn, đúng rồi. Đúng rồi. Ngoài giò là có công, chưa có giáp thôi, ta chuồn. Chuột rút, anh có nâng cấp cái đầu vàng hay không? Vâng, lực là khỏe thì ta cứ nâng cái đầu vàng cho chắc cốp. Nếu không thì nâng bánh xe cũng được. Vâng, nhưng bài An Hoàng của anh đã bị chọc vào bởi Tiểu Bạch Long. Dường như Tiểu Bạch Long cầm Palmiran. Đúng là Palmiran của Tiểu Bạch Long. Vâng, lạc đà là đã tới. Như vậy là cứ tưởng là khỏe nhưng cuối cùng lại phế. Bánh xe thì chưa có, sẽ chết khoảng 5 dân. Rồi chúng ta quay sang nhà khác. Khủng Long cầm Babylon, tham 26 đánh cung đầu cánh. À vâng, đánh chém không đánh cung. Như vậy đánh chém chuyển cung A sau chăng? Vâng, đã đóng A. À vâng. À vâng, như vậy là chim sẻ đi nắng được giao trọng trách đánh cung A. Vâng, cũng là một sự hợp lý. Niềm tin đặt vào em. Vâng, niềm hy vọng của Trường Sa. Chim sẻ đi nắng. Thần đồng Mao em về. Nhà toàn rừng dừa, em vẫn đánh được cung A. Không sao hết. Và đến giờ này thì em vẫn chưa bị đụng vào. Vâng, trận thi đấu trước thì phút 15 rưỡi em hóa cung A hai áo. Ở trận thi đấu này là phút bao nhiêu? Vâng, lên được mười mấy phần trăm rồi. Con giò của tôm lao vào chết bất đắc kỳ tử. Vâng, chỉ kịp được nhìn mấy con cung A thôi, không làm được một cái gì hết cả. Vâng, nếu như mà chim sẻ lên được cung A hai áo thì Trường Sa lại tươi nguyên, tươi ra giói luôn. Vâng, ở đây người ta gọi là món chim tươi. Vâng, chữa hóa cung A hai áo chưa có gì để xem cả. Chúng ta quay trở lại với màn hình của Yugi, tham 23, nông dân là đã có bánh xe và bắt đầu chạy nhông kẹt. Vâng, quấy phá gắt các kiểu vào nhà của vâng Gunny đã bỏ bãi vàng. Gunny đã bỏ bãi vàng. Đúng rồi, bây giờ thì cứ phù thôi. Bên phía team Thái Bình thì quân dường như là toàn chém. Vâng, toàn chém có Maxe là của màu 4 do Việt cầm. Vâng, anh Kenne để cho những con phù sinh ra, có thể sinh ra phía trong nhà. Khá tinh quái dành cho Yugi. Vâng, công phù đã nâng cấp đảo vàng và bây giờ là công phù. Đúng rồi, gặp Maxe cũng công phù. Ông xoắn. Ôi, có bãi quả quá tươi dành cho Yugi rồi. Ra thịt rồi, xúc luôn. Vâng, các bạn này thấy sự tinh quái đến từ Yugi. Ken nghe ngay một cái e ở giữa bãi S, giữa cái bãi vàng. Đặt gạch, không cho đội bạn quay trở lại đó ăn. Vâng, bãi vàng ăn thủng rừng, thủng vàng. Hơi đen dành cho Yugi trong tơn đánh này. Không sao, vẫn kịp vẩy e, vẫn kịp giữ dân và giữ hù bên trong. Hù đâu. Đúng rồi, lại bò lại. Lại đen bung ra lại làm ăn. Quay trở lại với màn hình của chim sẻ đi nắng, giờ này có lẽ em đã bá rồi.
Vâng, tham lên đến 69-70 rồi. Tươi rồi, như vậy là khó có cờ bật dành cho bên phía Thái Bình rồi. Cái cung A Minoan lên hai áo rồi thì không có cái loại chém lưu tiêu nào vào đây được cả. Vâng, chúc mừng các anh bên phía Trường Sa, các anh đã nói chung là hoàn thành trách nhiệm bán máu của mình. Bắt đầu đóng BC. Cung A đã là mắc công nghệ đời 3. Tầm xa 2 và giáp 4. Chém nào có đợt không vào đây. Khó ra. Màu 3 cầm cái gì mà anh đã nhảy 4 sao. Vâng, một trận thi đấu khá khó đoán. Trung Nga thì đã là hai áo, thế nhưng bên phía Thái Bình thì đã có nhà lên đời 4. Đó là, đây là nhà của một đơn vị quân châu Á. Nói chung thì cung A Minoan đời 3 thì cũng không xoắn lắm mấy cái loại hot lưu tiêu. Đấy, nhưng mà nếu hot tuyển như IA thì cũng xoắn đấy. Vâng, hot có kẹp với chém đảo. Vâng, một trận cầm chủ lực của Gunny. Vâng, ép chim sẻ phải liên tục sản quân. Có lẽ là em không nên đẩy quân lên theo kiểu như thế này. Đội bạn đã có nhà lên đời 4 thì Minoan cần phải đứng nhà và phát triển to, phủ nhà bơm đồ cho đồng đội phát triển. Đặc biệt cần lưu ý là bơm đồ đẩy cho Babylon lên 4, đánh đạp đôi. Đánh đạp đôi để đẩy vào nhà của màu 3. Nếu không để đánh cái kiểu đẩy quân đi sẽ bị bắt quân dọc đường rất nhiều. Chúng ta nhìn trên bản đồ con. Nhìn trên bản đồ con thì có thể thấy cái map phát triển nhà của Gunny không phải thực sự là to. Vâng, bắt tay với những con lạc đà Parmesan của Dũng Con. Vâng, chim sẻ đang tìm cách ốp quân thẳng bằng quân đời 3. Nhưng như thế này không phải là chiến thuật hợp lý. Nếu em muốn đánh bằng quân đời 3 để đẩy chết hot thì em cần phải tăng A. Tăng nhiều A hơn nữa để có thể lượng cung A sản ra nhanh hơn. Đúng rồi, thêm hai cái nhà nữa. Cần phải tăng thêm A để sản quân cung A nở ra nhanh hơn và nhiều hơn thì mới có thể ốp bằng cung A. Dùng công nghệ đời 3 đánh đời 4 thì phải thật sự trâu. Và hot sẽ đánh vào hướng yếu, làm cái thằng E thứ hai. Vâng, đến thời điểm này đánh đời 4, bây giờ các anh cần phải xem tham. Cần phải xem tham xem bên phía Thái Bình nhà nào làm máy bơm. Vâng, em đóng ca để sản ca đỡ nhà không phải là một ý kiến tồi. Thế nhưng nhà chim sẻ là không có rừng và không có gỗ. Đồng đội cần phải bơm gỗ cho em. Đến giờ điểm này không biết là đồng đội của em giờ này đã sao rồi. Timeline đè là khá mạnh, nhưng đây là công nghệ đời 3 đánh với công nghệ đời 4. Và trình độ đánh đời 4 của bên phía Thái Bình với sự có mặt của Tiểu Bạch Long là không thể khen thường. Vâng, giờ này thì cho giờ này thì tất cả các đồng đội của chim sẻ cần phải hồi. Cần phải hồi và phát triển. Vâng, có lẽ tôm là máy bơm. Cần phải đánh thẳng vào tôm. Cần phải có một tên xem tham để xem nhà nào làm máy bơm và đánh thẳng vào nhà đó. Cần phải đánh vào nhà đó thì cho son sẽ tự không phải. Vâng, thì màu 3 sẽ không thể sản được hot nữa. Vâng, bên phía Trường Sa thì vẫn đang là một chút lợi thế. Vâng, cháy ruộng. Vâng, đó là những con hot Yamato. Vâng, các bạn này nhìn thấy bản đồ con này thấy màu 2 có một một khoanh ruộng tại nhà của Cho Son. Cho Son đánh bơm đồ. Vâng, tham đè là khá nặng. Thế nhưng có Yamato đời 4 thì con phải đánh. Vâng, các bạn này thấy những con hot những con cung A Yamato, cung A Minoan đời 3 nó kinh khủng như thế nào. Vâng, dường như bao nhiêu hot sinh ra thì cũng đã nằm hết. Và
Có thể nói là Gunny vẫn chưa thể đẩy quân ra được khỏi nhà. Bây giờ thì các nhà bé bên phía Trường Sa cần đánh thẳng vào máy bơm mang tên Tom Grigg. Như thế thì bên phía Thái Bình sẽ không còn cửa bật khi mà Yamato không còn lực để sản hót. Vâng, chim sẻ có nhà ca nhưng em vẫn chưa sản ca. Vâng, đóng vàng như thế này thì sẽ bị lộ rằng là chim sẻ thiếu vàng chăng? Không, chim sẻ không thiếu vàng. Nhưng đóng nhà như thế này thì em cũng sẽ không ăn được bãi vàng bên ngoài. Vâng, tăng A, đúng rồi. Cần phải tăng nhiều A hơn nữa. Đánh châu cung A. Cứ căng cung A ra. Và lực bên nhà, bên phía Thái Bình sẽ được dồn hết cả cho hot để đánh đối đầu với cung A. Trong khi đó thì bên phía Trường Sa sẽ có đất để phát triển và thở. Đồng đội bên phía Trường Sa sẽ được nở tham, làm ăn và phát triển. Nói chung là một cửa sáng dành cho bên phía Trường Sa. Chúng ta sẽ chờ đợi xem các anh sẽ làm như thế nào trận thi đấu này. Dường như lực hot là của Gunny là không khỏe khi mà những cái lượng hot đẩy lên không thực sự nhiều. Mặc dù đây chỉ là những con hot IA có giá cả là cực kỳ rẻ. Vâng, và rõ ràng là cái việc đánh hot của đánh đời 4 của Gunny không thực sự tốt. Khi mà lực hot không có nhiều thì cần phải đem những con hot của mình tách ra khoảng 1-2 đạo. Mỗi đạo khoảng 5-10 con thôi. Đi ăn dân. Chứ hot sinh ra thì số lượng là chưa có nhiều, không thể đấu quân như này mãi được. Có lẽ đã có sự chỉ đạo từ Dũng Con và hot đã lao vào nhà. Vâng, tơn hot lao vào khoảng chục con thì sẽ ăn được khá nhiều dân. Và sau đó mới phát triển lại đánh hot Yamato ở đời 3 để bật ở đời 4 để bật tham, cần phải làm như vậy. Chứ anh không thể nào đem hot đấu với cung A chết hết cả như này, không ai nuôi nổi. Vâng, cung A thì rẻ hơn hot quá nhiều. Vâng, cung A thì quá rẻ. Vâng, lao vào cũng sẽ không làm ăn được nhiều. Chỉ 3 con hot vào được và cung A trong nhà chim sẻ là còn khá. Vâng, bơm tất tay đồ cho Nick gà rừng, còn Nick sẽ được lên 4. Khủng long tham 30. Vâng, như vậy là không khỏe. Yugi tham 14 và có hot. Vâng, nhưng mà chim sẻ sẽ làm thế nào? Khó rồi, hơi khó một chút. Nếu Nick lên 4 được sớm và tham bắt đầu bị đè ngược, mặc dù bên phía Trường Sa vẫn bị đè đấy, nhưng mà đã có, nhưng mà Gunny đã tụ được một kích hot. Chim sẻ cần phải sóc căng cung A hơn nữa. Vâng, khó rồi, hot đứng như thế này thì cung A khó rồi. Vâng, không hiểu sao em đóng một cái nhà ca nhưng em không đẻ được một con ca nào ra. Nếu như em chịu đẻ ca từ lúc em đóng ca đến bây giờ thì cũng có khoảng 3-4 con ca, thì việc thủ nhà nó khác hoàn toàn so với việc sử dụng toàn cung A như thế này. Hết cung A xong thì hot sẽ vào ăn dân. Đúng là kinh nghiệm đánh của chim còn khá yếu trong trận thi đấu này. Rõ ràng em hoàn toàn có cửa. Thời gian đấu quân giữa hot với cung A là quá lâu. Ngay cả khi việc nhìn thấy hot, cái số lượng A em tăng cũng không nhiều và không sớm. Bây giờ thì nếu như đánh chết nhà chim sẻ thì bên phía Trường Sa cũng không biết lấy gì để đánh. Thật là một trận đấu còn khó, nhiều điều khó lường. Chúng ta hãy chờ xem tại sao hot không vào ăn dân. Tại sao hot của Gunny không vào ăn dân. Vâng, hoàn toàn sẽ chim sẻ sẽ chết trong tơn đánh này. Chim sẻ sẽ chết trong tơn đánh này. Hot đã có lửa. Và ốp sát như thế này thì việc lợi tầm xa của cung A là không còn. Vấn đề là lực của nhà Gunny có sản ở hot đều đẩy lên hay không mà thôi. Vâng, Nick gà rừng đã lên 4 chưa? Vừa rồi được một tơn bơm tất tay thì Nick gà rừng đã lên 4 chưa? Nếu lên 4 xong rồi thì còn có thể đánh tiếp. Còn nếu chưa lên 4 xong mà hot vào trong nhà như thế này thì hết dần.
Vâng, tham lai như này thì có lẽ là Thái Bình sẽ nằm. Tham Yamato từ lúc lên 4 cũng không nở ra được nhiều. Nếu như người cầm chủ lực là Dũng Con thì có lẽ trận thi đấu đã khác. Gunny cứ đem hot đi đấu với Cung A. Quá đáng tiếc dành cho Gunny. Vâng, tham không. Vâng, như vậy là Thái Bình sẽ đánh, tìm cách đánh fit đệ nhất sát gái. Vâng, sẽ đánh fit. Liệu có không? Vâng, Yogi tham 2. Vâng, có một con dân là phải lập tức là trốn tít vào nhà đồng đội. Vâng, chui trong nhà chim sẻ không? Hay là đi đâu? Ôi, quay trở lại với màn hình của chim sẻ đi nắng. Tham em chỉ còn 37 trên 168. Nói chung là... vâng, màu 6 cũng đã có đời 4. Vâng, bây giờ thì đến lượt Nick cầm chủ lực. Chim sẻ coi như là em đã hoàn thành được nhiệm vụ. Không xuất sắc lắm nhưng cũng coi là tròn vai. Vâng, tham lai như vậy màu 5 là vẫn còn tham. Không lo bị đánh fit. Nói chung là sau một trận mà... vâng, nhìn trên bản đồ con này các bạn thấy là Nick cả rừng màu 6 có một góc làm ăn cực ấm nằm trên mé 12 giờ. Yugi tham 3, vâng, có những con hot như này thì không thể fit được. Hot chạy nhanh, trốn dân tốt, vận thì không fit tí nào. Thậm chí là còn đi chăn dân nữa khác. Thế nó mới gọi là Yugi. Đây rồi, khủng long tham 37. Rồi quay trở lại với chim sẻ, một màn hình full HD có bản đồ con để cho chúng ta xem Nick đẩy quân như thế nào. Đang một trận đánh đời 4 rằng co. Khá hay. Vâng, tham lai càng đánh càng đẹp và Việt đã đi sai. Tỷ số là 2-1 dành cho Trường Sa. Trường Sa đã trở lại sau một bữa ăn trưa. Dường như buổi trưa ganh được bơm một liều doping khá mạnh từ ông bầu Sơn Trọc. Vâng, có lẽ là đội trưởng team Thái Bình Tiểu Bạch Long anh bơm doping bữa trưa này cho team Thái Bình là hơi đuối. Còn ông bầu Sơn Trọc có lẽ tiêm doping toàn hàng nặng rồi. Vâng, kinh nghiệm đánh đời 4 của Gunny hơi đuối. Tại sao lại cứ đem hot đi đấu nhau với Cung A? Hot lợi thế về việc di chuyển thì cần phải tận dụng lợi thế đấy. Chạy lòng vòng đi ăn dân thì có lẽ là vừa giữ được hot mà lại vừa ăn được dân của đối phương. Rồi, hơi đáng tiếc dành cho Gunny. Và vâng, âm 17.000 đô. Như vậy là Gunny trận thi đấu vừa rồi là anh nở hot hoàn toàn bằng đồ bơm thôi. Không có một con dân nào hết. Rồi, không cần dân. Anh đánh sẽ đóng 6 cái A mà thêm 3 cái nữa cho kín thì cái A ở giữa không đẻ được quân luôn. Rồi, tỷ số là 2-1 cho Trường Sa. Các bạn chờ đợi ít phút để đến với trận thi đấu tiếp theo.